tại huyện Di Linh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình giao lưu sáng kiến truyền thông phòng chống bạo lực gia đình năm 2024 với sự tham gia lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và các đội thi đến từ các mô hình câu lạc bộ, địa chỉ tin cậy, cộng đồng thực hiện dự án 8 trong toàn tỉnh. Tại buổi giao lưu, 7 đội thi đến từ các mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng của 7 huyện trong tỉnh được thụ hưởng dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 đã mang lại những tiểu phẩm hài hước với những nội dung phong phú đa dạng, những chủ đề khác nhau, truyền tải những thông điệp về tác hại của nạn bạo lực gia đình và hôn nhân cận huyết thống đang diễn ra tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó khơi gợi trong mỗi người về tình yêu thương, trách nhiệm đối với gia đình để cùng nhau vun đắp thêm nhiều giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Với những sáng kiến, thông điệp cụ thể, chương trình giao lưu thực sự là diễn đàn bổ ích để các tuyên truyền viên có cơ hội thể hiện những tâm huyết của mình trong công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Đồng thời là ngày hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao dồi kiến thức giữa các thành viên, câu lạc bộ, mô hình, địa chỉ tin cậy cộng đồng với những cách làm hay, mô hình tiêu biểu, những sáng kiến về công tác truyền thông về bạo lực gia đình, góp phần làm giảm và hạn chế tình trạng bạo lực gia đình nói chung trên toàn tỉnh, cũng như vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.